Tối ngày 7 tháng 11, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại thành phố Đà Nẵng bị ngập trong nước, có nơi ngập hơn 0,5 mét. Rút kinh nghiệm từ những đợt lũ trước, người dân đã kê cao đồ đạc, dọn dẹp chạy lũ ngay trong đêm. Mưa lớn cũng làm nhiều đường ở quận Liên Chiểu bị ngập sâu, một số khu vực nước chảy rất xiết khiến người dân khó di chuyển. Công an phường Hòa Khánh Nam thông tin, đơn vị đã điều động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sơ tán, ứng cứu người dân khi nước lũ dâng cao, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân lưu thông đảm bảo an toàn tại những đường bị ngập. Dự báo trong ngày 8 tháng 11, thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.